Xin chào tất cả các bác, quay trở lại với Kỳ Lân Luxury và tiếp tục giới thiệu sản phẩm của ngày hôm nay. Một sản phẩm sẽ được lên sóng truyền hình ngày hôm nay để phục vụ cho tất cả các bác, đó chính là chiếc điện thoại Nokia 8910 full box. Wow, like new, đầy đủ phụ kiện phiên bản 8910 full box, hộp lớn, hộp to, hộp đầy đủ phụ kiện, có cả bao da, đốc sạc, và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá. Wow, quá đẹp, một con máy quá đẹp luôn, quá xuất sắc. Phím hai tầng Thái Lan luôn. Tuyệt vời. Và chúng ta cùng nhau khám phá cái hộp phụ kiện bên trong nó có những cái phụ kiện gì và cái đồ đẹp, đồ mới của nó ra sao. Wow, một cái đốc sạc. Đầu tiên đến chứ một không là phải có đốc sạc. Có đốc sạc nó mới tăng lên độ hấp dẫn. Cơ trượt chạy em từ từ ha, không lung lay, không lúc lắc hết, cơ trượt cực kỳ chuẩn, cơ trượt cực kỳ ngon. Bởi vì những con máy lai new và những con máy new thì hầu như là cơ trượt của nó thì mình không có động chạm gì hết, hoàn toàn nguyên bản và cực kỳ đẹp. Đó là cái điều mà muôn thở rồi. Và cục sạc zin new. Đặc biệt là con này nó còn cả cái tai nghe 8910 mà còn cả tai nghe. Giờ đầu đâu ra nữa đúng không ạ? Một cái tai nghe zin 8910 mà còn cả tai nghe. Quá fit. À, đây nữa nè, đây là mới là điều đáng nói đến này, cái bao da zin này. Riêng về bao da zin của 8910 hiện nay thì cực kỳ hiếm, vô vàng hiếm luôn. Hầu như không có ai bán bao da này cả. Nếu mà có thì kèm theo máy, tôi cũng không ai bán cái lẻ bao da làm gì. Và nếu mà bao da 8910 mà mình thiết kế lại thì cũng không thể nào giống được bao da zin này được. Chính vì vậy cái bao da zin này nó phải là tuyệt vời luôn. Rất là khó tìm, khó kiếm và rất hiếm. Rồi, tất cả phụ kiện của chúng ta đã xem sơ qua. Và bây giờ chúng ta cùng nhau bỏ sim vào test con điện thoại 8910 này. Cắp đỏ nha các bác, zin hết, nguyên bản 100%, nguyên zin 100%. Và sẵn đây em nhấn mạnh lại một điều tiêu chí của Kỳ Lân Luxury là tất cả sản phẩm của Kỳ Lân Luxury sẽ được cung ứng ra cho tất cả các bác chơi với ba tiêu chí. Thứ nhất là nguyên bản nè, thứ hai là nguyên zin, và thứ ba là đẹp line new từ 95 đến 67 đến 89 đến line new và thậm chí là new. Wow, em thử lại cho các bác nghe nè. Chiếc này mà em để điện thoại xuống bàn nó rung, các bác nhìn không thấy thấy tê người thì thôi á. Rung mà mình nghe được tiếng kêu, rung được mà nó oh, trời. Rung như thế này thì chúng ta bọc túi quần cỡ nào cũng biết được, bảo đảm hết. Rung mà rung mạnh lắm, rung mạnh mà nó ăn kéo, rung cái độ rung nó kéo dài nữa. Wow, quá tuyệt vời. Vâng, và xin cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi clip giới thiệu điện thoại 8910 full box này rồi. Và để mà theo dõi được những sản phẩm tiếp theo, để cập nhật những sản phẩm liên tục từ Kỳ Lân Luxury thì các bác nhớ đăng ký subscribe kênh YouTube này, hoặc là truy cập vào trực tiếp website của Kỳ Lân Luxury, đó chính là kylanluxury.com. Tất cả sản phẩm cập nhật lên trên đó đều có hình ảnh chi tiết cụ thể, giá cả cụ thể, và còn có cả video clip đến kèm để hỗ trợ cho các bác chi tiết sản phẩm, từng sản phẩm một. Các bác có thể tha hồ xem và lựa chọn cho mình một sản phẩm cực kỳ ưng ý. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những buổi giới thiệu sản phẩm tiếp theo.